Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Phôi hồng mai này. Phôi hồng mai. Phôi khá quái luôn, khá đẹp luôn. Phôi này có chiều cao tính từ chân rễ lên tới trên đỉnh ngọn này là 1m65 nhé. Chiều cao 1m65. Ở đây nó lụa thép mà đây. Mà này, bên đây trên này sống này. Đây về anh chị em như mình dẫm lại này nè, nó hết lúa. Cây có đồ rút của cây nhé. Cây rút đẹp lắm. Hoành hoành đo tại ngõ này vòng que là 78 nhé. Thằng này là vòng que là 78 này. Trên này là rút lại còn 58 này. 58 này. Trên này rút lại còn 39 này. Còn hoành đo ngõ này vòng que là 1m4 nhé. Chân rễ của nó là 4,9. Đẹp lắm. Ở đây nó có một cái cục bướu này.